Chào các em, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em viết văn nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm với đề bài như sau. Viết bài nghị luận về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù. Có một nhà thơ đã từng khẳng định rằng yêu cái đẹp là thưởng thức, tạo ra cái đẹp là nghệ thuật, nhưng biết trân trọng cái đẹp mới là người nghệ sĩ chân chính. Hình như đâu đó vẫn hắt lại ánh sáng đỏ rực của ngọn đuốc tẩm dầu rọi lên trên tấm lụa bạch trắng tinh còn nguyên vẹn lần hồ. Trong khung cảnh ngục tù thâm tối lại diễn ra một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, cảnh tượng cho chữ của Huấn Cao trong Chữ Người Tử Tù của con người nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Tuân. Và từ giây phút đó, vẻ đẹp của tâm hồn thiện lương đã lên ngôi và tỏa sáng, xóa nhòa mọi sự dơ bẩn, dung tục và tầm thường nơi ngục tù đầy rẫy những tội lỗi xấu xa. Tác phẩm đã làm nổi bật lên một chân lý giữa chốn uy quyền và bạo lực. Cái đẹp luôn chiến thắng cái ác, cái thiêng liêng, thánh thiện không tồn tại trong một môi trường dung tục, tầm thường. Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân được trích từ tập Vang Bóng Một Thời. Tập truyện được đánh giá là những nén tâm hương nguyện cầu cho cái đẹp Việt Nam. Chuyện kể về nhân vật Huấn Cao được xây dựng dựa trên nguyên mẫu Cao Bá Quát, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương, một trí thức phong kiến nổi tiếng tài hoa, có lối sống thanh cao. Ta biết đến chuyện ngắn hội tụ nhiều cái nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Tuân. Có nhân vật đẹp nhất là Huấn Cao, nhân vật lạ nhất, quản ngục, cảnh độc đáo nhất, cảnh cho chữ trong ngục tù. Đương nhiên, với tất cả những điều ấy, chuyện ngắn này cũng có một vị trí đặc biệt. Mọi người đều thống nhất rằng đây là một trong những chuyện hay nhất trong Vàng Bóng Một Thời, tập truyện ngắn đầu tay của nhà văn. Câu chuyện xoay quanh những ngày tháng cuối đời trong biệt giam của Huấn Cao trước khi về kinh thụ án. Vẻ đẹp của nhân vật này, tư tưởng của thiên truyện đều tỏa sáng rực rỡ trong cảnh cho chữ khi Huấn Cao viết tặng quản ngục bức châm tiếng hát thiên nga của một đời tài hoa. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng ở cảnh này, mọi nét đậm nhất trong phong cách của Nguyễn Tuân đã hội tụ lại. Nhân vật trong Chữ Người Tử Tù không nhiều, chỉ có Huấn Cao, quản ngục, thầy thơ lại, tên lính, bọn lính. Trừ Huấn Cao, tất cả tên nhân vật đều là phiếm chỉ. Phải chăng sử dụng thủ pháp này, chủ ý của Nguyễn Tuân tôn nền cho nhân vật trung tâm hay chăng? Đối nghịch với Huấn Cao là tên lính, bọn lính, xem Huấn Cao là thần tượng, là viên quản ngục, thầy thơ lại. Huấn Cao không chút để tâm đến tên lính, bọn lính, coi thường, khinh bạc đến điều. Với quản ngục, ngươi hỏi ta muốn gì, ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây. Thái độ ấy của Huấn Cao xuất phát từ định kiến, cứ quản ngục thì đều tàn bạo, thì oai với tù nhân. Ông đâu ngờ quản ngục này là một thanh âm trong trẻo. Nguyễn Tuân khéo léo chen vào những suy tư của quản ngục với bình phẩm thấu hiểu ngắn gọn. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lửa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người của viên quản ngục là một thanh âm trong trẻo giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Ông trời nhiều khi trời ác, đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điển tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với một lũ quay quắt. Đoạn văn ngắn ngủi với những cụm từ lòng biết giá người, biết trọng người ngay, thanh âm trong trẻo, những cái thuần khiết nhất, đủ khái quát thiên lương của viên quản ngục. Với thiên lương ấy, mặc dù học vấn chỉ mới ở mức đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền, ông vẫn khao khát có được đôi câu đối do tay Huấn Cao viết, treo ở nhà riêng và xem đó là báu vật trên đời. Cái sở nguyện của viên quản ngục gắn liền với sinh mạng chính mình. Chế độ phong kiến không bao giờ dung thứ bất cứ ai yêu quý di vật của kẻ phản nghịch, cho dù đó chỉ là thú vui văn hóa. Quản ngục xin đôi câu đối, được bức châm, nhưng không vì thế mà thất vọng. Trái lại, ông hiểu ra sau lời khuyên của Huấn Cao, câu nói kẻ mê muội này xin bái lĩnh là lời khắc cốt ghi tâm, chắc chắn biến thành hành động. Chữ Người Tử Tù là một khối ngọc bích không tì vết. Tất cả các chi tiết, chữ nghĩa bổ sung, gắn kết logic và chặt chẽ. Để làm nổi bật cái tài viết chữ nhanh và đẹp của Huấn Cao, Nguyễn Tuân đã sử dụng thủ pháp tả khách hình chủ. Đó là lời thán phục lan truyền trong dân gian. Chữ đẹp không thiếu gì người viết được, song cho có hồn, mạnh mẽ, khoáng đạt thì được mấy người.
Đời Đường, cả ngàn nhà thơ nổi tiếng, chỉ có trên dưới chục người thành danh từ thư pháp. Cái khoáng đạt mạnh mẽ trong từng nét bút huấn cao được Nguyễn cải đạt bổ sung bằng các chi tiết. Thầy có nghe thấy người ta đồn huấn cao ngoài cái tài viết chữ tốt lại còn có tài bẻ khóa và vượt ngục nữa không? Hay hành động dỗ gáy gông nặng 7-8 tạ? Rồi ngay cả quản ngục cũng ý thức được, y cũng thừa hiểu những người chọc trời khuấy nước. Đến trên đầu người ta cũng chẳng biết ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Bấy nhiêu thôi cũng đủ rõ cái ý chí tự do, không chịu sống trong xã hội tù túng chật hẹp. Đọc những dòng Nguyễn miêu tả, suy nghĩ của quản ngục, bất giác hình tượng Từ Hải hiển hiện trước mắt. Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Chỉ những người có sức khỏe, tài năng, tâm hồn phóng khoáng mới phóng được những con chữ nhanh và đẹp để chúng trở thành báu vật trên đời. Khắc họa huấn cao chỉ bằng mấy câu nói, vài cử chỉ mà vẫn lồng lộng một con người hiên ngang lẫm liệt, ung dung làm chủ ngục tù. Lung linh vẻ đẹp thiên lương minh chứng cho tài năng xây dựng nhân vật của Nguyễn Tuân. Phải chăng thành công của chữ người tử tù là sự cộng hưởng cái tâm, cái tài giữa nhân vật, nguyên mẫu nhân vật và tác giả hay chăng? Mặt khác, hấp dẫn của truyện không thể không nói đến cái tài sắp xếp các chi tiết đối lập tương phản. Đó là đối lập giữa sở nguyện của quản ngục với khinh bạc đến điều của huấn cao. Đối lập ngay trong cảnh cho chữ mà xưa nay chưa từng thấy. Người ta chỉ cho chữ khi tâm trạng thư thái, có rượu, có hoa, nâng thêm cảm hứng, có mùi hương trầm gợi không khí trầm mặc, thanh tao. Còn ở đây, người đang phóng những con chữ vuông lắm, đẹp lắm, cổ lại mang gông, chân vướng xiềng trong không gian buồng giam chật hẹp, ẩm ướt đầy phân chuột, phân rán. Rồi những hình ảnh tương phản giữa ánh sáng ngọn đuốc và bóng đêm, mùi mực thơm, tấm lụa trắng tinh với nền đất ẩm, tường đầy mạng nhện, tô đậm ý nghĩa hiện thực và gợi cho người đọc liên tưởng mang tính biểu tượng sâu xa. Quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân hướng tới cái khác thường, cái phi thường. Đẹp phải ở mức tuyệt mỹ, tài phải ở mức siêu phàm. Cái tuyệt mỹ, cái siêu phàm không phải thần thánh hóa, nó gắn chặt với đời thường. Nguyễn Tuân đã thổi hồn vào trong văn chương, vào trong những con chữ tuyệt mỹ của mình. Ngày nay, những giá trị đó vẫn còn vẹn nguyên. Cái thiện lúc nào cũng sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Điều đó còn thể hiện ước mơ của ông cha ta về một thế giới hạnh phúc, công bằng và tốt đẹp. Có thể thấy, ở nhân vật huấn cao ánh lên vẻ đẹp của cái tài, cái tâm. Trong cái tài có cái tâm, và cái tâm ở đây chính là nhân cách cao thượng sáng ngời của một con người tài hoa. Cái đẹp luôn song song với tâm và tài, cái đẹp đó mới trở nên có ý nghĩa thực sự. Và dù ở thời đại nào, cái thiện vẫn luôn thắng cái ác, cái thiêng liêng, thánh thiện không tồn tại trong một môi trường dung tục tầm thường. Ở nhân vật huấn cao ánh lên vẻ đẹp của cả tài và tâm vô cùng trong sáng. Nhà thơ Lê Đạt đã viết: mỗi công dân có một dạng phân tay, mỗi nhà thơ thứ thiệt có một dạng phân chữ. Kết tinh bởi tài năng, sáng tạo và tư tưởng độc đáo, Nguyễn Tuân trong việc tuyệt tả cái tài và sử dụng thủ pháp đối lập tài tình, bút pháp nghệ thuật lãng mạn trở thành thứ của để dành của riêng nhà văn mà cho đến nay chưa ai vượt qua được, mang đến cho văn học phân chữ của riêng ông. Chữ người tử tù cũng nhờ xương cốt đúc bằng nghệ thuật độc đáo ấy mà bay cao, bay xa, bằng những giá trị nội dung, nghệ thuật tiến bộ, mới mẻ, đặc sắc đến muôn đời, đã biến cảnh cho chữ thành cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Tác phẩm đã thể hiện sự tiếc nuối của chính tác giả với người đọc trước số phận của những con người yêu cái đẹp, luôn hướng đến cái chân, thiện, mỹ.